Chào mừng quý vị đến với chương trình Ai là Triệu Phú. Và bao giờ cũng thế, chúng tôi luôn luôn muốn quý vị làm quen với những ứng viên mà chúng tôi mời tới trường quay. Có 10 ứng viên tất cả. Và bây giờ là lúc chúng ta làm quen với họ.